xưa có nói 3 tuổi định 80. Câu nói này không sai chút nào. Căn cứ theo thống kê của tạp chí Fortune kỳ 42, trong số 10 nhà tỷ phú có 8 người là phát tài. Từ khi mới lên 3, bởi vì cha của họ có rất nhiều tiền, còn lại 2 người khác thì lại có hoài bão rất lớn và mộng tưởng rất đẹp từ nhỏ, cho nên số phận của tôi không thể giàu có được. Bởi vì ba của tôi vô dụng, lại không có sức tưởng tượng như vậy. Cũng không sao, khổ nhất là không có tiền. Tiểu Nguyên à, sau này má có tiền sẽ mua cho con. Cảm ơn má mi. Cần gì nói gạt với nó, dù sao mình cũng không mua nổi đâu. Tôi nói sau này đâu có nói bây giờ, làm sao biết được sau này mình không có tiền. Cho dù có tiền cũng phải đem giúp những người nghèo khổ. Ông đâu có rõ chiếc xe lửa này chỉ là đồ chơi đơn giản như vậy đâu. Bởi vì nó là mộng tưởng trong thế giới tương lai của tôi. Cho nên khi tôi lên 3 thì tôi mới hiểu được tiền tự mình đi kiếm mới được. Có tiền phải giúp người. Phải rồi, giống như là ông nói vậy đó. Mọi người vì mình vì mọi người phải không? Tôi chỉ nói là sao đâu có đúng chứ. Mua đồ chơi cho con nó chơi thôi mà. Đúng sao? Không thiệt là. Ê. Nè nè, đây có cái ống cống luyện tiền nè, mau lên qua đây luyện đi. Mau lên. Ây da. Dạ. Lấy lên, lấy lên. Luyện đi mau lên, thành tâm cầu nguyện cho sẽ rất là linh thiêng đó. Sẽ rất linh thiêng lắm đó. Ê, luyện xuống đi. Mau lên đi. Lấy lên, lấy lên. Nè, tất tiền của mày rồi kìa. Đâu có tao thương em, tao không thương tao, tao không muốn thương thằng em này nữa. Chị à, bạn thì chị làm gì đó? Mày muốn cầu khẩn gì thì mau lên đi. Mày coi, sắp đến giờ rồi, cái mặt trăng trên trời sắp hồng với lại cái mộc tinh kia kìa. Không giờ thì sao? Bà nội ta nói mỗi lần đến Tết Trung Thu khi mặt trăng hồng với lại mộc tinh, nếu mình cầu khẩn cái gì thì rất linh thiêng. Phải trải qua nhiều năm mới có một cơ hội như vậy. Mày có cầu nguyện cái gì hay không? Có, muốn xe lửa. Tao không thích món này đâu. Nè mau đi về đi, bà nội nói là một lát nữa sẽ rất chóng mắt đó, còn không mau về nhà. Ba mình không thích mình cũng không thích cái bà. Wow, có nhiều tiền quá. Dưới nào té vào hố cống rồi. Không biết tại sao dạo này đêm nào cũng làm chim bao giống như nhau hết. Chim bao thấy lúc còn nhỏ vào đêm Trung Thu bị ba tao bỏ rơi, sau đó thì lạc đường và té xuống ống cống. Tới khi tỉnh dậy trái tim đập thình thịch và tốt mồ hôi đầy hết trơn. Rất rõ ràng là anh đang tìm cớ để mà trách móc ba của anh đó. Anh phải diện cớ để làm gì chứ? Lần đó nếu không nhờ có má anh, trong lúc Nguyên Ngọc kéo anh lên, đừng có mong nhờ ổng. Nè, đừng có làm vậy, em sắp đến giờ rồi. Có phải lần đó vì ổng không có chịu mua chiếc xe lửa cho anh, cho nên anh mới giận ổng phải không? Em là chuyên gia, em tự hiểu cái gì là ám ảnh thời thơ ấu chứ. Đừng có nói chuyện xa xưa, chỉ là cái chuyện kêu ổng cho tiền đến qua Canada học y khoa. Ổng kêu anh đừng có kiếm tiền. Mỗi khi mà ông dành dùm đủ tiền thì thẳng thái cho người ta mượn. Nếu không hả, thì bây giờ là bác sĩ Nguyên rồi, còn làm đi ốc làm gì? Jenny à, tôi đã có xem bệnh xong rồi, cùng tôi đi ăn trưa đi nha. Không được, tôi đã hẹn với bạn trai tôi đi Lan Quế Phương. Thôi đi. À, Nguyên Mã Chi, đồng nghiệp của em. Hello, chào anh. Vậy là nữ bác sĩ rồi. Hả? Bệnh nhân của cô đó hả? Cả ái quá đó chứ. Sao rồi? Hả? Không làm được bác sĩ, bây giờ chuyên môn của nữ bác sĩ để đền bù lại về mặt tâm lý phải không? Có thể nói gì? Hai cha con cần gì phải bất hòa với nhau. Anh chiều chuộng ổng một chút đi. Đi. Em không hiểu đâu. Em chỉ gặp ông ta mà. Đánh một quyền dân thủ, tiếp theo đá một cước phi lòng. Đó là mẫu con hạp, tất nhiên là giả. Rồi chuyển mình lại kéo cùng, đánh một cú hỗ trảo, làm tấn nắm chặt cái tay cầm dao của đối phương. Ba thằng Nguyên à, trong cầu tiêu hết giấy vệ sinh rồi. Tôi đã nói nhiều lần là dùng hết giấy vệ sinh trong cầu tiêu á, phải thay cái mới chứ. Bữa nay chứng khoán là vượt lên mấy trăm điểm, tôi đã nói thế nào cũng lên tới 10.000 điểm.
Ê ba thằng Nguyên à, kiếm mía vệ sinh rồi chưa? Xong đem lại đây mau đi. Ê ba mập, giùm lấy. Hay già cái ông già này nè. Tê hết cái cẳng rồi. Quăng bộ giấy vệ sinh sao mà gần trọng như vậy chứ. Cái giật tổ trà nó. Đừng có nói tôi trách ông nhà ba thằng Nguyên. Không chống thì chạy cũng sẽ có chuyện cho coi. Sao cứ liều mãi với tụi bọn cướp vậy? Hết rồi. Bà đi đại tiện đi. Tụi trong cướp đâu có tính người. Ông không suy nghĩ coi năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Nè ba thằng Nguyên, ông có nghe tôi kêu ông đó không? Chân tôi tê hết rồi nè, mau qua đây đi. Ông không cần tới báo cảnh sát cho khẩu cung sao? Tôi đã thả nó về rồi, còn lấy lần cung khỉ khô gì nữa. Cái gì? Ông nói cái gì? Ông thả thằng trộm đó rồi hả? Tôi thấy nó ăn mặc làm đủ giống như là hoàn cảnh bị bắt buộc, nên tôi mới thả nó đó. Mà giúp tôi quăng bỏ nó đi. Bị hoàn cảnh bắt buộc ở đâu mắc mấy gì tới ông? Tôi còn viết địa chỉ của nhà mình cho nó nữa đó. Ông, tôi nói với nó có gì khó khăn thì tới đây kiếm tôi. Cái ông già mắc dịch này quả thật là càng già lẫm cẩm rồi. Thì là tức chết tôi đi. Ông sẽ có một lần nào chuốc dạ vào thân cho coi. Bà đại tiện xong sao không kéo nước vậy? Tôi xuống một chiều thiền nữ đẩy qua. Kéo nó dùng đá một chiều này. Phải chiều này không phải là chiều giả đâu. Lại tăng dốc. Mày mới về tới hả? Chờ cho mấy đi. Cha thằng Nguyên đó. Cha trời đất ơi, nửa giờ nửa tịch da mặt hồng hào quá ha. Anh Tam hả? Trúc cũng đã già nhiều lắm rồi. Nguyên, sao mày không lễ phép gì hết vậy? Đâu có gì. Mày không quen biết Tiểu Long sao? Hôm đi thua đi. Sao không biết? Tiểu Long mượn tiền đó mà. Nguyên, con biết ba con làm gì không? Bắt đỡ tặng trộm rồi còn thả cho nó đi về. Anh Phạm là người trọng tình nghĩa lắm. Chỉ tiếc là trọng tình nghĩa quá mức. Làm người phải dùng đạo đức để phục người. Còn nhớ hồi trước tôi bắt thằng trộm hồ mặt tên Bảy này. Bây giờ nó không phải trở thành một người nghĩ thẳng rồi sao? Cải tà quy chánh rồi hả? Cho nên chúng ta mỗi năm đều qua sơn mượn kiếm. Tiểu Long lại tới mượn tiền hả? Lần này tôi mượn mấy trăm hay là 1,000 đây? Nếu chỉ khoảng 1,000 đồng thì không sao. Lần này lên đến 150,000 đó. 150,000? Bà đi nấu cơm đi. Anh Bảy và Tiểu Long tối nay ở đây ăn cơm đó. Nè, tối nay tôi phải trở về nhà ăn lễ. Anh Phạm mà tôi về nha. Hả? Nè, trở về nhà ăn lễ? Phải. Anh có đi hay không vậy? Đi đi. Đi đi, tôi đưa anh một trận. Nếu như anh thấy không tiện thì bữa khác cũng được. Thôi tôi về nha. Tôi về. Không tiện? Có cái gì mà không tiện đâu hả? Tôi đi về nha. Trong nhà tôi là chủ mà, có gì không tiện chứ? Có gì không tiện đâu. Anh Bảy, kêu bà đi nấu cơm mà không nấu cơm, cứ đứng nói tào lao. Nói về lý gì? Bà làm gì mà chửi má vậy? Nếu muốn chửi bà chửi con nè, là chính con đã đuổi họ về. Đối với người ta như vậy đâu có tốt chứ. Mày còn nhớ hồi nhỏ người ta đối xử với mày như thế nào không? Ở đường Xuân Phong mỗi ngày người ta cứ cổng mày. Cổng con đá banh còn giữ con nữa chứ gì. Đồ điên. Tiểu Long nó rất khổ sở. Đầu năm làm việc nó té què hết một chân. Bây giờ con gái của nó nói nó có bệnh đầu tiên phải đi qua Mỹ trị bệnh. Hai mẹ con mày không có lòng trắc ẩn hay sao hả? Không phải tôi kêu ông không giúp đỡ người ta, nhưng mà ông cũng nên mỗi lần đều khinh gia bại sản đi giúp đỡ người ta như vậy. Đã 20-30 năm trải qua như vậy rồi, tôi chia cay chia đắng với ông. Chờ đến ngày ông mới được lãnh tiền hồi hương hơn được 100,000 đồng, ông lại định cho người ta. Mà nói với ông làm gì cho uổng công phí sức chứ. Ông đi già lẫm cẩm rồi. Má đã quên năm ngoái bị nước lụt qua đông sao? Xém chút nữa làm cầm căn nhà này đi cứu tế đó. Đừng có nói nữa. Đại trưởng phu nhất hùng kỹ xuất tứ mã năng truy. Tao đã quyết định cho người ta mượn tiền rồi. Khi bà chịu lấy tôi, bà đã biết chịu cực khổ. Sao bây giờ lại quán trách tôi? Nè,
Má cũng vì thương ba cho nên đoạn tiệc với người bên ngoài mà thôi. Bà đổi với thằng Nguyên. Ba đừng có đổ thừa má nha. Má không bao giờ nói những cái chuyện bên ngoài cho con biết đâu. Con chỉ đoán như vậy thôi. Thật ra trong nhà này người không đủ tư cách chịu má chính là ba nè. Cho tới giờ phút này con cảm thấy bản thân mình không có tệ hơn ai cả. Lúc nhỏ thì ba cứ khi dễ con. Ba nói con làm người đừng quá tham lam, ban ngày đừng có nằm chi bao dư thừa. Nếu Lý Gia Thành có một người cha như ba vậy, con nghĩ là ông bây giờ còn đang làm bông lét tiếc đó. Ba đã lạc hậu rồi, cho nên cả đời của ba phải nghèo khổ. Ba đã 70 tuổi, ba làm được việc gì? Ba là một người thất bại. Mau qua bên đây chơi nè. Mau lên đi. Cái của ta đẹp hơn nè. Anh nè, làm ơn đốt dùng cái lồng đèn này cho em nha, được không? Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Vậy em có biết anh ăn cơm chưa? Anh đang ăn đó. Vậy thì đúng rồi, sao làm phiền người ta ăn cơm chứ. Nè thằng nhỏ, muốn đốt cháy nè hả? À, đốt cháy rồi đó. Alo má hả? Má kiếm con à? Nguyên à, ba con Duy nằm nhà thương rồi. Hả? Tại sao vậy? Ông bị thằng ăn trộm đánh bất tỉnh. Thằng ăn trộm hồi sáng mà ông thả đó. Con nói coi có lý gì mà ông cho địa chỉ thằng ăn trộm đó. Khi thằng ăn trộm nó vô đến nhà nó nói lão già kia chính ông nói cho tôi cơ hội lần nữa mà. Con nói coi có phải không? À, bác sĩ, Quang Tuấn X đã có kết quả chưa? Còn phải chờ đợi. Sơ bộ dự đoán đầu ổng thì tạm thời bị gia chạm bị người ta đánh nhầm, cho nên mới bị hôn mê bất tỉnh như vậy thôi. Vậy chừng nào ổng mới tỉnh vậy? Rất là khó nói. Một năm cũng không chừng, một ngày cũng không chừng, một giây một phút cũng không chừng, nhưng mà cả đời cũng không chừng đó. Cho nên phải xem coi sức sinh mạng của ổng có mạnh hay là không. Nhưng mà có một chuyện rất là hứng thú. Khi mà chúng tôi đưa ổng vào để mà rời quang tuyến thì ông ta có tỉnh lại 5 giây. Lúc đó thì ông ta có ca một câu là Hello, I love you. Vậy thôi. Rồi ông lại bất tỉnh luôn. Xin mời bác sĩ Tề mau đến nhà phòng cứu cấp. Xin mời bác sĩ Tề. Xin lỗi, tôi có việc cần. Tôi nhìn bà tôi đang nằm trên giường bệnh này, bỗng dưng tôi cảm thấy rất trống rỗng. Trong giờ phút rất đáng yêu thương này, tại sao tôi không có chút cảm giác gì hết? Kế đó tôi lại làm một việc mà không nên làm trong giờ phút này. Em là bác gái nói cho em biết, em có nấu canh đem tới đây cho bác trai uống. Nếu uống được canh thì đâu có chuyện gì. Để tôi lấy chén trả lại cho người ta. Nguyên à, mẹ biết con với bà con có mâu thuẫn với nhau, không có hợp với nhau được. Nhưng hồi sáng hôm nay con nói những lời đó với bà con quá thật là hơi quá đáng chút. Má, thật ra má còn trẻ như vậy đã kết hôn, ở chung với ổng hơn 30 năm. Má có từng luyến ái không? Sao mà không chứ. Để tương lai là ba của con. Ba con? Thật ra con không hiểu biết ba con chút nào. Con người của ba con, khuyết điểm duy nhất là cả đời ông ta rất là ngoan cố. Nhưng mà hồi 30 năm trước, má cũng vì cái ưu điểm này
mới yêu ổng như vậy. Má xem chút, lại quên hết trơn rồi. Đột nhiên tôi bắt đầu muốn tìm hiểu con người của ba tôi. Vì vậy cho nên tôi mở cái rương mà ông ta không bao giờ cho ai mở ra. Thật không ngờ khi mở cái rương ra, tôi lại kiếm được một điểm. Đôi bên là giống nhau. Alo, em nghe hả? Anh muốn em bây giờ tới bệnh viện ngay. Em nghĩ là tụi mình hãy chia tay nhau đi. Hả? Hồi nãy bệnh viện anh với cô y tá đó như thế nào em đã quá thấy hết rồi. Hồi trước anh đối với em như thế nào em đều cố gắng nhẫn nhịn anh. Bây giờ bao quanh bị như vậy anh không có nên không tôn trọng ổng. Nè. Nhưng mà Mộc Tinh và Mặt Trăng lại hôn nhau. Mình có thể đi thử mà. Tao muốn được đi chơi Disneyland. À, tao muốn được đi Long Châu. Thì mau ném tiền xuống dưới đi. Nè, đừng có cản tao nha. Mau lên đi, mau lên đi. Ra xuống. Nè, nè, ra xuống đi. Tao quăng rồi. Có phải cái hố này khi xưa mình nhảy xuống hay không? Mặt Trăng nhận ngôi sao đó không nhau rồi mình về đi. Hy vọng ba của mình sẽ được cứu lại. Đi về. Nếu thấy được ba má còn trẻ thì sướng biết mấy. Cái hố đó ở chỗ nào vậy? Đã tới giờ chưa vậy? Đã tới giờ chưa? Ừ, cái hố ở đâu? Đi đi nè 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 đi đi cho tôi 10 đồng đi nha. Được rồi, mình mang lên đi lên đi 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 mang lên trong anh muốn nhảy xuống giờ bà cô bác à, coi anh Tuyền nhảy lầu tự tử kìa. Đất quỷ thần ơi, sao anh ta lại muốn nhảy lầu chứ? Tự giận lên vậy, xin giả từ các vị. Giờ tại sao lại tự giận vậy? Tôi xuống đây buồn cái gì vậy? Đừng nha. Rocky, đây là khu vực của anh quyết định đi. Rocky. Thưa anh Rocky, xin anh hãy làm ơn là phước cứu giùm anh tiền chồng của tôi đi. Em Yến à, em đừng có cầu xin người ta. Ở trên đời này không có người nào tốt đâu. Cũng tại anh mê cờ bạc thôi. Anh Phùng cho dây. Bây giờ tôi lấy cái mạng của tôi trả cho anh đây. Coi như là số nợ tôi thiếu anh xóa bỏ hết. Nếu như anh bắt con gái tôi đem bán hả, tôi làm quỷ cũng không ra cho anh đâu. Giáo sư Trương, sao nhân viên cứu cấp lại không kéo miếng giải ra? Tôi đâu có quyền ra lệnh chứ. Phải trả tiền người ta mới kéo giải ra. Vì giáo sư có bao nhiêu tiền? Tôi có 2 đồng, mong là xài hết cuối tháng này. Còn tôi thì có được 3 đồng. Ờ, à, hai chú à, hai chú có tiền hay không? Hỏi gì kỳ vậy? Bây giờ sao hả? Đủ tiền chưa? 50 đồng mở giải đi. Mở đi. Hả?
chỉ có 5 đồng thôi à. Huệ, thâu lại đi, thâu lại. Thâu lại vậy. Xin lỗi. Xin lỗi. Em Nghi. Ôi à. Ăn mặc thế này, đi đâu vậy? Nè, tôi là Tử La Liên mà, chứ không phải là Tiên Nghi. Nè, em không phải là em Nghi hả? Không phải, tôi là Tử La Liên chứ không phải là Nghi. Tử La Liên. Anh Rocky chỉ được có bấy nhiêu thôi, xin làm ơn giùm đi. Làm ơn thế nào? Chị Liên à, chị Liên, chị đừng có cho tiền anh ta nha. Thằng chó chết này, mỗi lần tao đi tuần thì mày nói bậy nói bạ. Muốn tao bắt vậy không? Cứ người là chức trách của anh, lấy tiền là tham nhũng. Còn nói tiếng Liên nữa, sao không đi làm trạng sư? Trụ Minh à, đừng có nhiều chuyện quá, đi chơi với Tiểu Quê đi. Từ đầu quê à, tụi mình đi phủ thống đốc thỉnh nguyện đi. Ghê quá. Ba đừng có nhảy xuống dưới đó nha. Tiểu Long à, con đừng có leo lên đây. Con đừng có hù ba nha. Ây da, con không lên cũng được, nhưng mà ba leo xuống đi. Tiểu Long, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Trời ơi, ủa đệ, làm ơn đỡ thân nhớ của tôi. Ồ anh Thần à, hai cái bao của anh quá nhỏ rồi. Ê, có sao không? Không sao. Chưa chết. Không có sao đâu, yên tâm đi. Hai cha con tiền không chuyện gì đâu. Ê, nhưng của đệ này đã có xỉu rồi. Ê, chậu lát đi nha hả. Tôi sẽ đỡ anh ta lên lầu. Tất cả trở về căn nhà ăn cơm đi, hết chuyện rồi, đi đi. Đi đi hả, đi đi. Ây da, anh ta tỉnh lại rồi. Lại xem mấy cái tuần cũ nữa, buồn ngủ quá đi. Ê, tỉnh lại rồi. Ây da, mày thằng này chơi bảnh quá hả, lấy hộp sô-cô-la cho người ta ăn hả? Mày muốn chết hay sao hả? Dạy dỗ nó đi. Bảo Bảo, sao mày lại đứng trời trồng ở đó? Không mau đi giặt áo đi. À, biết rồi gì. Phim xưa tại sao có màu sắc vậy? Ê, giấy thuê nhà giấy nợ đi. Làm bộ nhảy xuống lầu cho người ta thương hại hả? Anh Phạm, tôi lại cảm ơn anh đã nợ giùm tôi nữa rồi. Đâu có ăn nhầm gì đâu. Tôi còn nhớ như lòng dạ tôi dạy cho tôi. Trên thế gian này mọi người vì tôi, và tôi cũng phải vì mọi người, phải không? Anh à, cái mạng Tiểu Long là nhờ anh cứu nó đó. Nó làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp lại cho ân nhân. Phải. Tiểu Long à, cúi đầu lại ăn cơm đi. Cảm dạ, ơn Long à, cảm ơn. Tôi không phải Tiểu Long, con của tôi mới là Tiểu Long. Tôi là Tuyền Cao đây. Anh bạn à, tôi xin thề chặt ngón tay không cờ bạc nữa. Thiệt vậy sao ba? Tổ cha này. Cô là Tử La Liên, còn vị này là anh Tuyền Cao. Đúng vậy. Vị này mới là Tiểu Long. Tại sao? Ê huynh đệ, tay cho cũng lên lẹ đó ha. Ăn cơm được chưa? Ăn một miếng thịt bò khô trứ danh đi hả? Tử La Liên, làm ơn con thoa dầu giùm đi. Còn thoa nữa, coi chừng thoa đến ngất đi đó. Phải rồi Liên à, vào trong phòng gãi lưng cho chú còn sướng hơn. Anh cứ mặc kệ anh ta, ông là cha ghẻ của tôi đó. Cha ghẻ? Ừ. Vậy cô có bị ông ta? Đâu có. Cô không biết mà, thông thường những người cha ghẻ. Tôi biết rồi. Cô nghe tôi nói nè, ngón tay cô xoa vào đầu của tôi rất êm ái đó. Vậy hả? Hồi ba của tôi còn sống là một y sĩ đó. Hồi nhỏ tôi đã có học nghề của ba tôi rồi. Vậy thì cô cũng coi như là nữ y sĩ. Giáo sư Trương à, tôi kiếm được một việc làm trong xưởng điện cho giáo sư. Giáo sư quyết định không làm hay sao? Anh Phạm, trường hoạt vô này dù sao cũng có bằng cấp 3 trường đại dù học. Dù sao cũng có bằng cấp 3 trường đại học. Nếu mà tôi đi quét nhà thì tụi tôi còn mặt mũi chứ? Tôi còn mặt mũi gì nữa? Tôi thật không hiểu tại sao anh không nghĩ tới sự cực khổ của những trẻ mồ côi không có học thức. Ê, nãy giờ nói chuyện với anh lâu không biết anh tên gì vậy? Tôi tên là Sở Nguyên, là cháu của chú họ anh. Là Hà Đầu Ghẻ hả? Của người chú họ. Hà Đầu Ghẻ đâu có người em họ nào chứ. Nhưng cũng không sao đâu, tụi mình là bạn đồng hương mà, phải không hả? Vậy cũng đúng, tôi đặc biệt từ quê.
quê hương tới đây thăm anh đó. Anh ở xa như vậy hả? Từ Bungary đến, quan anh quan anh. À, nếu như không chơi chỗ này chật hẹp thì anh ở tạm chỗ này đi hả? Ở chung với bà cả đời cũng chưa đủ sao? Bắt tôi tạm thời ở chỗ này nữa, không được tìm cách chạy. Anh Phi nhảy xuống ống cống. Anh Phi nhảy xuống ống cống. Chắc là cái giọng nói không đúng. Anh Phi nhảy xuống ống cống. Anh Nguyên, anh đang chơi gì đó? Người dưới quê chúng tôi rất thích trò này. Mỗi khi ra khỏi nhà và đến khi ban đêm sẽ hướng về phía này, kế đó thì nhảy xuống ống cống, cầu chúc cho quê hương của mình được quốc thái dân an. Mình nhận thấy dù dốc dáng diện mạo của cô ấy giống hệt như cô Nghi vậy. Tại sao mình muốn chiếm lấy cô ta hơn là cô Nghi? Ê, cô liếc mắt đưa tình kìa. Phải coi thử điện của mình có đủ sức hay không. Không đủ sức hả? Tích lũy thêm nữa thì sẽ vô địch thiên hạ. Tỷ nè, đừng có sợ, không sao. Đúng rồi, đi nè. Đi ra, thằng già chết đúng. Đi đi. Không dám nữa đâu. Thằng nhỏ kia đừng có nhiều chuyện nha. Còn dám rung cây nhát khỉ, cho biết là ai nè. Ai là ố âm xòm vậy? Không cho người ta ngủ sao? Ờ, cô Liên, chuyện gì? Anh Phạm à, cha ghẻ của tôi rất may là có anh Nguyên. Cô... Ồ, hiểu rồi. Ê, chú dâu, chú là người ăn cháo, rồi chú lại đi đá bát. Tôi chỉ muốn cưỡng hiếp đứa con ghẻ của tôi thôi, mặc mơ đến việc ăn cháo đá bát gì đâu. Hả? Cô Liên, không. Ê, tôi tưởng chú ta không cho cơm cháo cho cô ăn, té ra cho ta cưỡng hiếp cô hả? Ê, chú là thú nhận đội lốt người tán tận lương tâm. Ê, thật ra bà con cô bác để ý chú lâu rồi. Thật không ngờ không có mưa gió sấm sét cũng là bậy bạ. Các người đừng có xía vô nha. Liên à, ta đã nuôi mày lâu rồi, mày không nghĩ đến tình thân. Được, để tao bán tiệm mình cho công tử cơ, để công tử cơ sau này thu thập mày. Còn tụi mình thì đường ai nấy đi. Sau này đừng có cho tôi gặp chú ở đường Xuân Phong này nữa nha. Khi nghe nói cha ghẻ của cô thì tôi... Ê huynh đệ, quả nhiên anh là người thông minh. Đừng nói vậy. Tối nay làm được việc tốt đó. Ê, không ngờ trong xã hội mà con người cấu xé nhau này là có thể có một người thành niên có phẩm cách cao thượng như vậy. Quá khen, quá khen. Ê, bây giờ tất cả láng giềng đã bị làm giật mình thức dậy hết rồi. Nhân dịp này tôi xin đề nghị, tối nay do sở phàm tôi đi đãi khách, tôi đãi mọi người ăn khuya nha. Anh Nguyên à, anh Thiên là giỏi đấy nha. Đi ăn đi nha. Đã khuya rồi còn đi ăn khuya nữa sao? Đi mà, đi ăn khuya đi. Ấy trời, đi vậy không biết nữa. Đi, có người mà ăn quen cho mình ăn đi, còn chạy gì nữa. Đi mà. Nếu như mình không có chứng bệnh này thì mình đã đánh cái thằng khốn nạn đó lâu rồi. Bây giờ đành để cho người ta giành làm anh hùng. Ê, nếu như anh đã ở đây lâu thì sẽ thông thuộc con đường này. Tất cả đều như người trong nhà, thường hãy giúp đỡ lẫn nhau, thương mến lẫn nhau. Đúng ra thì những người trên con đường này đã được khó thấy hết rồi mà. Hả? Còn có anh Thành ở trong cuối con đường này mà. Hả? Giờ đừng có giành nữa mà, trả lại cho tôi. À, cảm ơn cô. À, cô Liên cầm mà tử tế một chút đi. Nè, nói đến anh Gia Thành đó, anh là rất người siêng năng. Ba ngày đi làm ở công trường, làm đến ban đêm, tối làm bông lấy tiết. Nửa ngày là chừng đỡ tàu. Nói tàu không? Tới rồi anh bạn ơi, ăn cái gì? Ăn hay không hả? Ê anh bạn à, ê đây là anh bạn Đồng Hương, anh là anh Nguyên, đây là anh Gia Thành. À, tôi là Lý. Lý Gia Thành. Dạ. Chào anh, chào anh. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi là Sở, tên là Nguyên. À, chào anh, chào, mình vợ nhé. Mình vợ, chào. Tôi về nhà thay áo đã nha. Anh đi nhanh lên nha, tôi để dành đồ ăn cho anh đó. Nè anh Gia Thành, rảnh liên lạc nhau nha. Ai biết rồi, bye bye. Bye. Ê, hay quá. Ê, phát tài rồi. Đây, dở hoài à. Dở hoài vậy.
Ê Châu, nè, khiên thùng nước to vậy, có cần tôi giúp tay không? Phải rồi, có cần giúp không? Không cần đâu. Ê, mấy đứa trẻ trên con đường xung phong này đều trưởng thành như vậy đó. Ây da, cái anh lười biếng này nè, ngủ đến mặt trời lên tới ngọn cây rồi còn có thức dậy hàng chi không kiếm được việc làm. Ê, qua đây, nè, đá qua đây, đá ra chứ đâu, bà lên, qua bên đây. Ây, qua bên đây, Wow, quả thật là cộng thằng bé đá banh đó, còn giữ gôn nữa chứ. Ê, qua đây, đá ra nè, bên đây nè. Tiểu Long, Tiểu Long. Anh Công. Đừng kêu anh là anh Công nữa. Nè, sau này anh Phạm kết hôn và sẽ có một đứa con. Em phải nhớ kỹ. Nhớ kỹ đừng cõng đứa bé sau lưng, chơi đá banh và giữ gồn, có biết hay chưa hả? Em đừng có gạt anh, nếu không. Ây da. Anh Phạm à, darling của anh đã tới rồi kìa. Ây. Ây da, đã kêu em đừng có mặc như vậy tới đây mà còn không bảo lót nữa. Wow, thiệt là đẹp quá đi. Thì ra mình cũng có tình nhân khác nữa. Anh Tiên là... Wow, trời đẹp quá. Mami à, ông ảnh chơi đi. Hey, anh ta là ai đó hả? Anh này là đồng hương huynh đệ của anh, tên là anh Nguyên. Hai anh Nguyên. Còn tên Laura. Anh Phạm à, tôi có lấy mấy bộ đồ phục đến, anh chọn đi. Chỉ đi gặp mặt nhau thôi, cần gì phải làm long trọng như vậy chứ. Đi gặp mặt ba của em mà, coi như là em giang anh đi. Nhìn này nè anh Phạm à, lần đầu tiên đi gặp nhạc phụ, ăn mặc cho đẹp chút đi. Anh Nguyên ở đây nói chuyện với Laura nha, tôi có chút việc qua bên kia. Hình như là tôi từng gặp mặt anh ở đâu. Gặp ở đâu vậy hả? Ở trong vũ hội đại học Hồng Kông. Tôi không có dự vũ hội đâu. Không biết có phải ở trong câu lạc bộ polo không? Tôi biết rồi, anh là một nhạc sĩ ở trong ban nhạc ở Lệ Trì phải không? Lệ Trì là cái gì? Ê, chào sếp. Số 6 đường Xuân Phong có phải không? Lần này là có chuyện gì nữa rồi? Không, đến khám nghiệm căn nhà này thôi. Ê, thiệt, chắc người mướn nhà là phải đóng nhà nữa rồi. Má của tôi đã từng nói với tôi, bên ngoài là dòng dõi nhà trí thức, ngoài ra còn có nhà giàu sang nữa. Tức gì tôi không bỏ qua cơ hội gặp ông ngoại của tôi. Nhưng mà tôi lại không ngờ được ông ngoại của tôi đã giàu sang như vậy. Áo anh có hộ không? Có rồi. Ba à, để con giới thiệu với ba. Ê, được rồi. Hai anh đây ai là Sở Phạm? Chào ông, tôi là Sở Nguyên. Anh là Sở Nguyên? Vậy anh có biết tôi là ai không? Đây là giường của tôi, lừng danh nổi tiếng ở Hồng Kông và Macau, tước sĩ Quách Sành đó. Anh này là anh họ của tôi. Anh họ? Không xứng hay sao? Tuổi tác của tôi sắp xỉ với anh thôi, nhưng bề ngoài thì hơi già anh chốc. Quách Sành phải là vậy hả? Tiệm bán thuốc, có tiệm bán nước uống hay không? Phải, đúng rồi. Tên ăn lê đó nha. Ê, đúng vậy rồi. Đó là nhờ hồi trước tước sĩ tổng đốc Robinson luận công cao thưởng thưởng cái tên ăn lê này cho ông nội tôi đó. Có hiểu chưa? Ê, như vậy rất thuận tiện. Xin lỗi các chị. Ba, con đưa anh ra ngoài chơi. Vậy thì cần phải. Bất cứ giá nào cũng phải làm cho nó mất mặt trước công chúng. Sao anh nhận lời chơi bài với người ta chứ? Trò chơi cao cấp đó anh có biết không đây? Khờ thiệt, chơi thứ bài tây này chỉ có hai cách thôi. Một là lật ra, hai là ốp xuống vậy thôi. Nè, tôi nhận thấy anh chàng anh họ đó không phải là người tốt, anh phải cẩn thận nha. Anh đừng suy bụng ta ra bụng người, anh có được bao nhiêu tuổi đâu. Nè, anh đi đâu vậy? Đi xuống dưới mà, ở đây đi không được sao? Bên này nè. Đâu phải, hồi nãy tôi đi cầu theo phía bên này mà. Bên kia hả? Vậy đi thử bên kia đi. Lại bắt tôi trở về bên đó nữa. Anh đi qua rồi. Vậy thì đi đi. Bây giờ đâu phải đi cầu tiểu. Phải rồi. Không biết người nào làm cái. Anh Phạm, chia bài đi. Sao mà chia mau vậy? Nói lật lệ trước đi. Thì vừa chia bài vừa nói. Vậy đừng khách sáo. Một mặt chia bài, một mặt nói nha. Hai anh học ở trường đại học nào? Hỏi trường đại học nào chi vậy? Tụi tôi tốt nghiệp ở học viện Trinity. Trinity. Yeah. Còn tụi anh? Tụi tôi tốt nghiệp đại học Phúc Kiến. Tức là Bắc Kinh Du. Bắc
fucking you. Fucking fucking. Wow, thì ra gia đình của cô giàu vậy hả? Đúng rồi, chị Laura. Tại sao chị lại... Tại sao tôi lại yêu anh Phạm phải không? Phải không? Bởi vì tôi không giống những người khác. Nè, khi tôi sanh ra là giàu sang như vậy rồi. Nếu tôi lấy một người chồng cũng giàu có như là tôi vậy thì cả đời là vậy đó. Giống như là có khi tôi đem cơm cho anh Phạm ăn, đi chơi xe điện với ảnh, tới Tây Hoàng để coi mặt trời lặn. Wow, thì là hết sức lãng mạn. Có khi tôi nhìn thấy chịu nghèo khổ vì tình yêu cũng là rất đáng chứ. Bây giờ chị nói vậy thôi, nhưng mà 30 năm sau tôi bảo đảm là chị sẽ hối hận. 30 năm về sau, chuyện xảy ra 3 ngày sau tôi cũng không nghĩ đến. Anh là một anh chàng khờ khạo. Lady and gentlemen, cuộc đua kiêu vũ ca bồi bắt đầu. Chúng tôi rất vui mừng được sự ân thuận của nữ chủ nhân là cô Laura Watt cùng với bạn khiêu vũ của cô là Tommy Sở nhảy bản này. Xin mời các vị hãy vỗ tay. Wow, hay quá, hay quá. Lần này tôi phải giúp được anh rồi. Tôi cần gì giúp tôi chứ? Ông anh, anh Thư. Mới là cao thủ võ lâm đó. Ồ, quá khen. Tôi chỉ có học về vũ khúc ở trong tiểu tổ hứng thú của hội xe điện thôi. Cái vậy đi. Lauren told me we're lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents. And most of all, a wedding ring. Tell Lola I love her. Tell Lola I need her. Tell Lola not to cry. My love for her will never die. Là họ ngồi xin lấy hơi sâu tích trời trời. Vì sống như ngõ cái khó chung tích sợi sợi. Tàn duyên giật hầu và như này. Lúc nhé giàu giàu ngồi đầy sơn sơn tươi tươi. Phút phút trong buồn sáng cây. Phút phút che sông qua ốc kề. Lúc nhé trong ngồi lời pha pha lúc lúc chính chi mê. Tell Lola I love her. Tell Lola I love her. Tell Lola I love her. Thật ra số phận cũng đâu có tệ gì. Hey. Cậu ta to lớn lại tuấn tú, con người lại thật thà, lại có khí phách nữa. Loại người như vậy bây giờ rất hiếm có đó. Chính loại người này mới không phá tài được. Nè,
có khó gì chứ. Anh sẽ cho nó 50.000 đồng, biểu nó đừng có đeo đuổi lo ra nữa. Nếu như nó chịu nhận tiền dứt bỏ ái tình thì coi như là nó thông minh, như vậy có thể làm rể của nhà họ Quách chúng ta. Vậy thì phải tìm cách mới được. Hồi nãy nếu không có anh cản trở hả, thì tôi sẽ chửi ông ta một mẹ. Tôi thiệt không hiểu, anh gây nhiều chuyện đã làm gì chứ hả? Anh chị Laura có thân phận rất cách xa nhau, tại sao lại đeo đuổi cô ấy? Ôi, bởi vì cô ta có nhiều chỗ đáng cho tôi thưởng thức mà. Không phải anh mê tiền cô ta chứ? Hả? Anh điên sao? Có thể đem tiền bạc so sánh với tình yêu được à? Tình yêu phải trả bằng một giá vô hạn. Anh chỉ cần nói tại sao đeo đuổi cô ấy thì được rồi. Ừ. Bộ anh không có phát hiện cô ta có cái ngực rất nở nang hay sao? Cái anh này thiệt là rắn mắt. Hả? Trên con đường này thường thường có người đến đánh cướp đó. Vậy hả? Cho nên tôi nhận thấy phải dạy anh vài chiêu để anh phòng thân. Không cần gì chứ. Để tôi đi ra đường cho anh xem. Hồi trước ở xóm chơi trời tôi đã học võ rồi, tôi nhận thấy rất có lợi. Nè, trước đá là một cẳng, giơ tay lên làm mỏ hạt, nhưng đây là một chiêu giả để che mắt. Đánh ra một hỗn chảo mới là thiệt. Tạo tiền hành trang mã, nói đi. Ê, huynh đệ, anh còn có tay có chân, kiếm ăn đi xa đi nha. Chú là chú Bảy. Nhận làm người rồi. Chú không phải đối thủ của anh đâu, chú sẽ thua chắc đó. Tin tôi đi, tôi không gạt chú đâu. Ê, đừng có nói nữa, tôi cho nó một bài học. Mỏ hạt, hỗn chảo. Ê, chết đi. Đứng im. Bây, giang hồ cũng cấp phải nhẹ tay chút chứ. Đừng em. Đâu có phải như vậy được. Nè nè, tôi không cho cơ hội đâu nha. Nói vậy à, lấy tiền ra. Thì ra bạc mình nó giống. Ê, làm gì đó? Sếp đốc kia đó phải không? Xin lỗi anh nha, trời tối tôi không thấy anh. Anh ta trật té thôi, chuyện này nhỏ mọn để tôi làm được rồi. Tới giờ thâu tiền rồi. Mình đi. Tạm biệt hai sếp nha. Cảm ơn. Còn không chạy. Anh bạn, có nghĩa khí. Thằng Bảy này nhất định phải trả cái ơn này. Anh bạn, tôi thấy thân phận của anh có lẽ bị hoàn cảnh ép buộc. Không giấu với anh, tôi thất nghiệp 7 năm rưỡi rồi. Sao không nói sớm? Tôi tên là Sở Phạm đây. Ngày mai anh đến sửa xe điện kiếm tôi để tôi tìm việc làm cho anh. Hả? Cảm ơn. Chuyện nhớ mộng mà. Hẹn ngày gặp nhau. Gặp nhau ở Quê Sơn, xin mời. Nè, anh còn bao nhiêu việc làm miễn cưỡng gì hả? Cái gì? Miễn cưỡng cái gì? Miễn cái gì hả? Lần sau anh gặp trộm cướp như vậy thì đừng xuất chiêu đánh với người ta đó. Tôi trợn đó, bởi vì chỗ đó trơn quá mà. Đôi giày của anh mua cho tôi mang đó không quen. Nói thiệt nha, anh tin tôi đi, nếu không xảy ra chuyện đó. Hồi nãy gì tôi muốn đánh vài chiêu cho anh xem, cho nên khi tôi xuất cái hỗ trợ, cái tóc nói nữa, của tôi nó rất bao hàm hỗ trợ của anh á. Anh xem được nhưng mà đâu có dùng được đâu. Những 10 năm, 8 năm không chạy đâu. Tụi mình đi xem xin em mà đi ra ngoài chơi với anh chút mà. Đi Cái gì đó? Cái thằng của anh, mày muốn làm gì đây hả? Muốn cái gì đi? Mày muốn giúp tay vào hả? Nè, tao có chứng cứ đàng hoàng đây, mày coi đi. Tôi đã nói lâu rồi, không đi học thì sẽ trở thành vô dụng. Không biết trên tờ giấy có viết gì nữa. Ngoài chuyện bán cái nhà đó ra cho nó, còn thiếu nợ nó đến 20.000 đồng nữa. Hả? Nhiều như vậy sao? Thiếu nợ nhiều như vậy làm sao mà trả được đây chứ? Đừng có bối rối vậy, lát nữa có tiền rồi. Công tử cơ nói là sẽ bán tôi cho hộp đêm, nói là tôi đi làm vũ nữ đi trả nợ này. Anh làm ơn đừng nghe nhạc nữa có được không? Tôi thiệt vô dụng. Uổng công tôi đã tốt nghiệp trong 3 trường đại học mà vẫn không giúp được cô Liên. Nếu nhân có lòng muốn giúp đỡ cô Liên thì dùng hành động chứng minh đi. Má à, má à, ở chỗ chơi mặt trượt ba bị người ta đánh bị thương đó. Hả? Còn bị người ta bắt giam cầm nữa. Hả? Hồi nói là trả tiền thì mới thả ba ra. Uầy, họ đã trả bao nhiêu? 25.000. Là 25.000 nữa. Wow, cờ bạc gì mà chơi lớn vậy?
Ê, ông Watson, hoan nghênh vô trong ngồi chơi. Xin hỏi hai người có phải Lâm Nhạc không? Ồ, may quá có anh ở đây. Xin lỗi, bạn có chuyện gì thì nói mau đi. Bây giờ tôi rất là bận rộn, có nhiều chuyện lắm. Mời các chị. Ê, anh đừng lo. Bởi vì tôi không biết nói bên co ở đâu. Anh cũng biết là tôi không thích anh cặp bầu với con gái của tôi. Phải rồi. Nhưng mà tôi không kêu ai đánh anh đâu. Nè, ở đây có 50 ngàn, coi như là sự đền bù chút đỉnh về thời gian và tình cảm của anh. Nè, bây giờ tôi nói cho biết. Nhận đi, nhận đi mà, tên tôi. Nhận cái khỉ khô gì chứ, có tiền bạc có thể mua chuộc được tôi sao? Đưa cho tôi đi, tôi sẽ lát ra đi. Nè. Ai tên là Trương Hoạt Du? Ê, thưa sếp Rocky. Tôi là người lân cận danh ấy, có chuyện gì đó sếp Rocky? Ở trong nhà có phải là người nhà hay không? Anh ta phạm tội đã thương người ta, bị bắt về bó rồi. Anh ta đã thương người? Anh ta đã đả thương ai? Công Tử Cơ. Hả? Nghe nói muốn trả thù cho cô đó. Uầy, bây giờ có cách gì bảo đảm anh ta ra không? Có chứ, 5 ngàn. Hả? 5 ngàn? 20 ngàn. Cô Liên cần anh 20 ngàn. Anh cao gần 25 ngàn hả? Ủa sao lại ngẫu nhiên vậy? Các người đã thân lượng rồi phải không? 5 ngàn còn là mất chân rồi. Tiền rồi, hai tên kiếm đôi. Nè, Rocky à. Anh Phạm à, bây giờ tính sao đi? Ê, nè, ông tướng sĩ à. Thấy chưa, đời sống của người nghèo là vậy đó. Mở mắt ra là chỉ thấy có tiền thôi. Uầy, ông nói chuyện như vậy. Ông tướng sĩ, bây giờ tấm ngân phiếu này tôi tạm nhận lấy. Thật ra tôi dùng số tiền này là muốn chuộc cô Liên và bảo đảm cho giáo sư Trường, cùng với số nợ của anh Tuyền đó. Coi như tôi mượn của ông đi ha. Sau này nếu như tôi trả lại số bạc 50 ngàn này cho ông thì tôi tiếp tục theo đuổi cô Laura như vậy có được không? Nè, đâu có chuyện dễ dàng vậy. Ê, ông không chịu thì thôi, cần gì phải này nè. Nè, ba có đâu mà, cái gì chứ? Ông cãi tôi mà. Tại vì những tấm phiếu này thì chịu. Anh không thấy sao? Nói là cãi tôi mà. Phiếu, cái đó là cho người ta mượn đâu chứ. Nè, ông tôi xin cái gì? Không muốn trả thì trả cho ông đi. Trả lại cho ông đi. Nè, trả cho ông đi. Nè nè, anh giận đen thì gặp gì cũng xui. Tấm ngân phiếu này đã rách rồi, anh không thể lấy tiền được nữa. Quê, ông nói cái gì đi? Bộ tôi là người sẽ rách những ngân phiếu đó sao? Hả? Nè. Ê, thật là điếu dã. Nè, quá ra là giận mạng, không thể nào sửa đổi được. Ây da, tiền là tội nghiệp. Tiền là tội nghiệp. Ê, chị cầm mà có chuyện gì nữa đó. Tôi chịu không nổi nữa đâu à. Bà bảo khi thức dậy là nó phát sốt, tôi liền bồng nó đi khám bệnh. Ai về bác sĩ nói nó bệnh không thể trị nổi, bác sĩ nó điều trị với 50 ngàn lận đó. Bà bảo ơi, lại 50 ngàn nữa hả? Chị cầm đừng khóc nữa, uổng công thôi. Không có nghe được sấm sét thì ai cũng biết được chị đang nói dốc. Sao nói vậy? Kêu chị nửa giờ lên, 40 phút chị mới lên. Anh Nguyên, tại sao lại làm như vậy chứ? Không cần phải nóng nảy vậy đâu. Ê, tôi chắc chắn anh không có chịu nhận đâu. Anh nhất định không nhận 50 ngàn đó của tước sĩ đâu. Cho nên tôi kêu chị cầm lên đây đóng một vở kịch để cho anh siêu lòng. Ai giờ khỏi cần đóng kịch mà đã thê thảm vậy rồi. Ê, tôi... Anh Phạm, chào các người. Em làm gì giờ này cùng lại đi? Em bỏ nhà ra đi đó. Hai ông bảo hồi nãy xém chút gặp ba của em ở dưới nhà rồi. Nè, tôi bắt được tin. Tước sĩ Wilson nói là anh chịu nhận 8 chi phiếu đó, thì ổng sẽ ưng thuận gả con gái của ổng cho anh. Nhưng ba của chị nói chuyện đâu có ai tin được. Cho nên tôi sắp đặt chị Lô Đà đến đây, như vậy mà chắc ăn. Tổ cha nó, sao anh còn nói sống cho tôi biết chứ? Tổ cha nó. Em quên đem theo cái áo choàng. Sao em lại sổ tục như vậy? Nói áo choàng là sổ tục hay sao? Tổ cha nó. Ê, anh Phạm, anh đừng có giận em nha. Cùng lắm vậy sao em không có nói áo choàng nữa? Tổ cha nó, đâu phải áo choàng vậy đâu. Vậy là cái gì? Là tổ cha nó đó. Trời ơi, lấy không được 50 ngàn đó, tôi không hả dạ đâu. Cho nên tôi đã đặt ra một cái kế, đến nhà bên ngoài kiếm một số tiền. Cái gì? Dỡ bỏ ngôi nhà ở đường Xuân Phong, đuổi hết tụi nó ra ngoài đường. Về phương diện cục công vụ không khó giải quyết đâu. Về bên cục công vụ là chuyện nhỏ thôi. Vì cũng được, để cho bọn nó ra ngoài đường ở. Như vậy trong vòng 1 tháng là lôi ra trở về nhà rồi. À nè, cái kế này đáng giá bao nhiêu tiền hả? 50 ngàn đồng. Được, trả trước cho anh 10%. Giờ khi giải quyết xong chuyện này sẽ trả luôn số tiền còn lại. Hay à, nếu như cái thằng xe điện đó thông minh như anh đây thì vấn đề gì cũng dễ giải quyết, dư sức làm con rể của tôi.
À, sếp à. Ê, lấy tôi lấy không được đâu. Cô làm như vậy tôi khó chịu lắm đó. Cầm tiền thuốc đi mà, không thể lấy mà. Nè nè, sếp bà bỏ vô, nói chỗ này là nhà lầu nguy hiểm rồi, tôi không thể lấy đâu. Sao đâu, sếp bà. Không được, không được mà, tôi không lấy đâu. Ây da, chị Cầm, tôi đã nói trước rồi, khỏi cho tiền cà phê gì rồi mà, tôi nói đâu có sai chút nào đâu. Phóng quả đốt cháy dân nhà của họ đi. Còn nhớ năm ngoái hay không vậy, cái vụ quả hoàng ở Thạch Kiệp Mỹ đó, chính phủ để cho những người ở đó vào khu tạm. Sao lại nói chuyện như vậy hả anh Phùng trời dây? Có dân sinh con không có lo đích đó nha. Ê, sao anh nói lại vậy chứ? Xin lỗi nha, tôi không có ý gì đâu. À, chị đừng buồn nha. Bây giờ làm ở chỗ chờ mặt trận để trả nợ. Chị Tuyền, chuyện này chị đừng lo. Có chuyện gì thằng Phạm này đứng ra lo cho chị. Được vậy thì tốt rồi. À, mày quá, mày phải quá. Phải rồi, đi kè nhẵn lắm, chị dẫn mấy đứa nhỏ là lò hết đi. Thầy dẫn đi đi. Lo. Anh lo cách nào đây hả? Tôi lo cái gì chứ? Nói xuôi miệng thôi. Cho nên mình nói anh, đừng có gặp chuyện gì cũng vì người ta hết á. Tại vì ngày thường tôi nói quen rồi, lần nào tôi cũng nói để lo liệu giùm cho. Thấy cái tướng của anh chỉ biết nói suông thôi. Đâu phải vậy, 10 triệu cũng không bao giờ dân làm được. Bữa nay tôi kiếm được nhiều tiền mà anh ăn bít tết nha. Ăn bít tết chỉ bằng ở đây ăn thịt chó đi. Nè, mình đi đường Costa ở Trung Hoàng nha. Hả? Trung Hoàng là một chỗ rất sang trọng, tôi phải thay quần áo mới được. Anh thay quần áo cái gì? Thay đi đổi là không là bộ này. Đâu phải vậy, tôi còn bộ đồ rất bảnh đi ăn cưới đó. Bộ đồ đó tôi đã giặt ủi sạch sẽ rồi. Nè nhỏ, đi ăn đồ tay nha. Bề ngoài thì thấy tôi như là bán rẻ người trong nhà vậy, nhưng mà thực tế thì tôi đã có kế hoạch ăn bài chỗ ở cho họ. Vì tôi biết Phó Tướng Đông là ba của công tử, có một ngôi nhà vì bán quá mắc đi cho nên bán không được. Bởi vậy tôi đặt ra kế hoạch cho ông ta, dù ông bán rẻ một tầng lầu cho tôi. Anh bạn trẻ, anh không nói dốc chứ? Anh dám khẳng định mua nhà theo cách đóng góp? Không lẽ cách này ở Hồng Kông không có ai từng làm sao hả? Tôi khẳng định, vì tôi rất thông thuộc về lịch sử của địa ốc. Vậy tôi bán một tầng lầu cho tụi anh trước, còn lại tôi sẽ bán từ từ. Thậm chí có thể dỡ luôn khách sạn ở đối diện, rồi cất nhà mới lên bán cũng được nữa mà, phải không? Vì phát đạt nữa rồi đó ba. Anh chịu cho tôi biết kế hoạch như vậy, chắc là phải có điều kiện gì rồi. Những người trong nhà khi nghe nói khỏi ra ngoài đường ở, chỉ cần trả góp chút đỉnh tiền có thể mua nhà làm chủ nhà, tất cả rất vui mừng. Kế đó nhờ Phòng Cho Dây trả một số tiền kỳ đầu, làm cho lý luận kinh tế mới mua nhà trả góp kiểu này, từ đó được phát dương quang đại. Công ty địa ốc, công ty địa ốc Trường Giang. Anh biết công ty địa ốc là gì rồi chứ? Tôi biết, tôi là nhà cửa đất đai đó. Anh Sở Nguyên à, tại sao văn phòng của anh ở nhà quê vậy? Nhà quê cái gì? Xá Điện không phải là nhà quê sao? Ây da. Nè, nhớ kỹ lời tôi nha, chỉ có mình anh biết thôi, đừng nói cho ai biết đâu. Năm 67, địa ốc ở Hồng Kông nhất định tụt giá xuống. Đến khi đó, anh nhất định tranh thủ mua vào, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. Đến khi anh phát đạt rồi, đừng quên tôi đó nha. Nhớ nhớ. Địa ốc Trường Giang, địa ốc Chu Giang, địa ốc Hoàng Hạ, địa ốc Sông Ninh. Dù sao thì địa ốc Trường Giang cũng hay hơn. Bây giờ tao chuẩn bị dạy cho tụi bay một câu lương ngôn hữu ích, khi nói phải ưỡn ngực hốt bụng. Tụi bay nha, 1, 2, 3. Tôi vì mọi người, mọi người vì tôi. Ha, tụi bay nói nghe rất rõ đó. Bây giờ tụi bay nói một lần nữa nha, 1, 2, 3. Tôi vì mọi người, mọi người vì tôi. Nè các bạn trẻ, vừa rồi các em đã nhìn thấy những cái động tác như vậy đó hả? Nhớ kỹ đừng bắt chước theo, bởi vì các anh chàng điên này đã được trải qua sự huấn luyện nghiêm ngặt 30 mấy năm. America, Canada, Fancy, Czechoslovakia. Quật mạnh chút đi Bảo Bảo. Hungary. Wow, cô mặc như vậy rất là đẹp đó. Tham gia vũ hội nào vậy? Tôi cũng muốn đi theo. Cô không phải tối nay đến làm việc nhà hàng công tử sao? Sớm muộn gì cũng phải đi. Đi sớm đi sớm trả nợ thôi. Không phải, không phải. Không phải tôi để nhạc đâu. Tới viên ai? Tới viên ảnh. Xin lỗi nha.
Ê, đi đâu đó? Ê, tôi đánh thế cho anh. Dạ, làm đứng lên đi, không có cho anh đánh bài. Đứng lên đi, đứng lên đi. Tại sao người ta đánh thế lắm? Ra thì ra đi. Với gì người nào chơi đi. Thôi, đánh thế không cho nữa. Bà Bảo, lên đây. Kêu bà Bảo lên ngồi. Để nó đánh nha. Lên ngồi đi. Nè, biết suy nghĩ không? Nhớ nào đây, người nào làm cái. Hả? Cô Liên, tôi đề nghị là cô khoan đi. Tôi đã kiếm tiền giùm cô rồi. Số tiền này nhiều như vậy, anh đi đâu mà kiếm? Tôi có phương pháp mà. Tôi đang bàn việc làm ăn với người ta, chắc là không thành vấn đề. Anh Nguyên, xin anh đừng có lo cho tôi. Tôi lên tám là đã tự mình biết săn sóc cho mình rồi. Tôi rất hiểu rõ tấm lòng của anh. Anh Nguyên à, anh đừng có lo cho tôi nữa. Tôi biết tự bảo vệ lấy cho tôi mà, không có xa chân lỡ bước đâu. Tôi nhất định sẽ đè cô. Hả? Tôi nói là tôi nhất định sẽ giúp cô. Anh mà cũng đều đi mua thịt heo giao cho mèo, đi đến giữa đường bị chó tát, khi về đến nhà nằm chèo que. Nhỏ kia đừng có ngó. Nè anh Tuyền à, đánh dài dáng giùm tôi. Không, nè. Tôi không đánh đâu, tôi không đánh đâu mà. Không đánh đâu. Thì anh lên đánh giùm dài dáng đi. Không được đâu, tôi đã hứa với con tôi là không chơi nữa. Tôi trả tiền cho. Mau lên đi, đừng có chần chờ nữa, chơi đi. À, tới. Nếu như đánh ăn thì vào túi của ai đây? Cho tôi hả? Ôi, ngày nào trúng mánh, ngày đó quy hoàng, ngày nào bế mánh. Ai xe kéo à? À, tới liền, bà ngồi xe hả? Đi đâu vậy? À, mời bà lên xe. Ủa, nè, bà này kêu tôi trước mà. Tôi đâu có nghe bà kêu tên của anh đâu. Hay là để bà chọn lựa đi. Sợ anh sao? Anh đẻ con không có lỗi đích đâu. Xe kéo. Ui, tới ngay. Ơi, xin mời lên xe. Thầy mau lên đi, to con lớn tướng sao chạy chậm quá vậy? Mau lên. Giỏi quá, tửu lượng khá quá, đi uống thêm miếng nữa đi mà, làm gì vậy? Uống đi. Ê, quên này nè. Công ty cơ, đưa tôi về nhà. Anh muốn đưa cô đi đâu? Đi đường Xuân Phong. Tôi cũng về đường Xuân Phong, tôi đưa cô đi nha. Dù còn tôi thì sao? Anh còn việc làm mà. Không phải là anh đối với cô Liên có ý đồ gì bất chánh chứ? Đâu có. Vậy thì được rồi, mình đi. Cô Liên. Cô lại đi đâu? Qua bên kia kìa. Ây da, anh đưa tôi đi đâu đây hả? Đưa đi đâu? Về phòng cô đó. Đi đâu đây?
Sao anh lại cởi áo của tôi ra? Tôi đâu có cởi áo cô chứ. Nè, anh có biết không, từ nhỏ hả, tôi không có để cho ai ăn hiếp tôi được đâu. Khi mà tôi lên 8 là ba tôi đã chết. Anh có còn ba hay không hả? Có. Anh không biết được là ba của tôi thê thảm như thế nào đâu. Anh không ăn hiếp tôi có phải không? Anh nhất định không ăn hiếp tôi đâu phải không? Tôi không ăn hiếp cô đâu. Anh đừng có ăn hiếp tôi nhờ. Đừng ăn hiếp tôi đó. Anh đừng có ăn hiếp tôi đó nhờ. Anh không ăn hiếp tôi có phải vậy không? Có phải không hả? Tôi không ăn hiếp cô. Cô ngủ đi. Thật không biết tại sao bị người ta ăn hiếp như vậy mà không biết trả đũa. Có lẽ là bởi vì tôi có lương tâm. Không thể vậy được. Bấy lâu nay tôi đâu có lương tâm đâu. Ruột heo giá xào đậu hũ kho tàu dơi tường. Ê Tiểu Long, có đồ ăn nè. Ê, thức dậy, có đồ ăn khuya nè. Wow, có đồ ăn khuya rồi. À, cẩn thận nha, để ba đỡ xuống. Ê. Đỡ khuya rồi anh còn làm om sòm cái gì vậy? Làm mấy đứa con thức dậy hết trơn hả? Ê, anh Nguyên à, mời ăn. Được khách sao? Vậy chúng tôi ăn nha. Lửa tình dục đang cháy bừng, còn ăn cái gì chứ? Nè, cái miếng xá xíu này á thì là thơm lắm đó. Tiểu Long à, con thích ăn xá xíu mà. Nè, qua đây ăn đi. Hả? Ê da, cái ống nhổ đầy vậy rồi, sao không đi đổ đi? Sao mày nhổ vào mặt tao? Mũi tao đánh chết mày hả? Thiệt mắc dịch mà. Nè, Tiểu Long, đi đâu vậy? Tại sao vô lễ với ba cháu vậy? Tôi ngỡ thấy bạn của tôi chơi mặt trượt ở trong chỗ cờ bạc. Anh thiệt là đồ khốn nạn mà. Phải, tôi ham mê cờ bạc. Nhưng mà tôi đâu có khốn nạn mất cả tánh người đâu. Cũng tại anh Thắng bắt tôi đánh thế cho anh bưu hai bàn thôi. Vậy làm sao có nhiều tiền mua thịt xá xíu về đây vậy? Vì anh thấy cái bụng của em trình bình mà không có đồ ăn ngon để ăn. Còn đám con thì đói như đám chó vậy. Cho nên hồi sáng này anh đi bán máu của anh đó. Nè Tiểu Long, nghe rõ rồi chứ? Dù sau này ba cháu có làm sai chuyện gì cũng cháu cũng không nên vô lễ vậy, có biết chưa? Cháu biết sai rồi ân công. Ba, con biết sai rồi. Con. Ba. Mẹ kiếp, lần này đã khôi phục lại lương tâm rồi. Tại sao vậy chứ? Ba. 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 Ngoan. Ba. Nguyên. Anh Phong. Anh Nguyên, về đây. Ê, ngồi một mình đây để suy nghĩ gì đó. Khi có vấn đề sử dụng con cái không phải là chuyện đơn giản đâu. Tôi cũng thật lo lắng sau này không biết làm cha của người ta như thế nào nữa. Nếu gặp chuyện gì anh cũng không cần phải cực đoan, làm giả ta đây là cha. Nè, tóm lại sau này anh đối với con cái như đối đãi với bạn bè vậy thì được rồi. Ý kiến này cũng rất là hay đó. Tất nhiên là hay rồi. Nè anh Phạm, anh nói coi, người cha nào thì con nấy có phải không? Lúc trước tôi với ba tôi đôi bên không hợp với nhau chút nào. Bỗng dưng thì tôi cảm thấy hình như ổng thật sự là khốn nạn. Ê, tại sao anh lại phiền phức như vậy hả? Hả? Ê, ba thô lỗ lắm sao? Anh không thể hiểu đâu. Ba của tôi Brunei khổ cả đời, rốt cuộc đã vô nhà thương là vì tính ấy con ấy. Anh nói coi tôi có phiền phức không? Anh Phạm à, cả nhà của Tiểu Long đã hòa thuận với nhau và ngủ hết rồi. Còn em sao không đi ngủ? Em phải chờ anh chứ. Ờ. Wow, sao có con gián to lớn vậy? Hả? Con gián? Tao đập chết mày. Chị Lo ra. Hả? Tôi nghĩ tôi sắp dập Brunei rồi. Tại sao vậy? Tại sao ở đây đang vui vẻ, tất cả mọi người ở trong nhà mà, tại sao lại trở về quê? Ờ, hồi nãy anh đang nói về ba của anh mà. Anh nói ba của anh đang nằm trong nhà thương. Thiệt à? Có lẽ anh ta nhớ thương ba của anh.
Ê, anh Nguyên à, anh là đứa con rất hiếu thảo phải không hả? À đúng, tôi nghĩ là không thể nào ăn đám cưới của anh chị. À, đây là quà kết hôn tôi tặng cho anh chị. Wow, thì là rất đẹp đó. Ủa, có hình của hai đứa mình nữa. Phải rồi. Còn có bài ca của hai đứa mình nữa. Ờ. Tại sao lại có hình ảnh của hai đứa tôi vậy? Ờ, chỉ coi như là hộp ảo thuật đi. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Cô à, có thể mời cô nhảy một bản không? Rằng từ nay cha hiền con hiếu, an cư lập nghiệp chứ. Ai về à? Giáo sư Trường, anh đến đây đúng lúc. Ở đây viết cái gì vậy hả? Họ nói niêm phong nhà này ngày 15 tháng 9. Như vậy tức là còn một tuần lễ nữa. Trời, đi dán khắp nơi đi. Tụi tôi sắp dọn nhà rồi, sẽ làm chủ nhà nữa. Ông ngoại của tôi quả nhiên là ông già rất xảo quyệt ha. Đi về đi. Không được đâu, tôi đến đây tìm luật sư Hồ lấy chìa khóa của nhà mới đó mà. Ở đây không có luật sư Tinh Hồ. Tại sao không có luật sư Hồ? Hai tuần trước tôi có lên đây tìm luật sư Hồ, ký tên vào văn kiện đó mà. Anh Nguyên. Chị Lô Trà tới trễ vậy, nguy rồi đó. Chào cô. Có chuyện gì? Chị quen với anh hả? Anh Nguyên à, tại sao anh đến nhà phòng luật sư của ba tôi vậy? Của ba chị hả? Phải. Vậy thì ngân hàng Đại Tài mà cho chúng tôi mượn tiền có phải là của ba chị không? Đại Tài là tên của chú tôi, ngân hàng Đại Tài là ngân hàng của chú tôi rồi. Cả tôi cũng bị gạt rồi. Vậy Phó Hướng Đông và ba cô có quan hệ gì? Chú Đông là người làm việc cho ba của tôi hồi trước. Ê trời, lần này thua thiệt rồi đó. Cái gì đó? Ê, lần này trúng kế của ông Tước rồi. Không ngờ đạo cao một thước, ma cao một trượng ha. Hả? Không được, để tôi đi nói chuyện với ba của tôi. Ôi rồi, đâu có ai dạy gì mà bỏ tiền không vào trong túi mình. Hay, hay quá. Còn nói nữa hả? Cũng tại em đó. Ê, nghe tôi đây tiền phải trả. Trả thêm tiền là 4 phần nữa. Hả? Wow, sao ông đi cướp giật đi? Ê, anh thì là không có đánh người mà. Cũng tại mày không biết chữ thì là vô dụng. Nếu biết chữ thì đâu bị người ta giật đâu. Này nè em à, cầm đi, cầm đi. Anh cầm hồng mới đúng. Cũng tại vì anh mê cờ bạc cho nên chúng ta mới như vậy thôi. Lần này thì là chết chắc rồi mà. Thật ra lý luận kinh tế mới này có thể thực hành được rồi. Nhưng mà phải xem người làm việc này bản thân của họ có lương tâm hay không. Trời đất ơi. Nói vậy là muốn đổ thừa cho Nguyên phải không? Tôi đâu có chỉ tên điểm mặt anh ta. Ê, thôi đi, tất cả đều là bầu nữa mà. Chuyện gì? Lần này nguy rồi. Chuyện gì? Cô Laura bị ông chủ giam ở trong nhà. Cô kêu tôi tới đây nói cho anh biết là văn kiện để trong nhà để phòng chủ. Thiệt hả? Còn nữa, ông chủ còn ép cô Laura đến nôn với anh họ. Hả? Tôi nghĩ là quá đáng rồi mà. Đến ăn. Ngày mốt kêu người anh họ dẫn cô Laura qua bên cửa Kim Sơn. Tổ kêu anh mau mau tìm cách giải quyết. Trong hoàn cảnh không có phương cách gì, rất may đỏ của tôi nảy rầm kế cho thầy. Tất cả giả dạng làm người trong bếp, trà trộn vào nhà công tức sĩ, thừa cơ ăn cắp thế ước nhà đi. Làm như vậy mới có thể giải thích được với những người ở đây. Bây giờ kêu em đi ăn cắp đồ tôi, bộ kêu em đi làm vũ nữ sao? Trang điểm cả giờ đồng hồ rồi em coi kìa, em giống cái gì? Tất cả chuyện này là do anh Tuyền Cao. Phải rồi, còn nói khi đi tàu làm đầu bếp nữa. Ê, tôi đâu có nói dối với anh đâu. Cái hồi tôi đi tàu tôi quả thật làm đầu bếp đó. Nhưng mà ở trên tàu Ấn Độ, cho nên chỉ biết làm cà ri thôi. Làm việc ở trong bệnh viện của nhà nước khó phát tài quá. Ờ, dùng bánh. Ờ, không. Xin mời hãy chị dùng bánh. Mời dùng rượu. Mời dùng rượu. Giọng nói của ta sao? Giọng nói kỳ quá. Thiệt kỳ quá. Tôi cảm thấy hình như người ta đã nhận ra tôi. Không được đâu, trang điểm cho tôi thêm chút nữa đi. Được. À, anh Du Sinh à, anh lấy cái hộp hóa trang ra dán nút ruồi vào mặt của anh đi. Hả? Dán nút ruồi hả? Dán một nút ruồi. Dán nút ruồi. Cô Nhị à, mau đi ra ngoài tiếp đại khách khứa đi. Tôi biết rồi bà chủ. Rất may có thằng nhỏ họ Sở nghĩ ra kế nhà nguy hiểm ra ngoài, cho nên đáng cho 50.000 đồng cho nó. Ê,
Cho nên cái thằng nhỏ họ Sở đó đáng đào tạo. Mặt mày sáng láng, ngó thấy là biết thông minh rồi. Cái kế hoạch vừa an ủi vừa đuổi đi của nó, để ta mua luôn con đường Xuân Phong. Chỉ cần ta mua thêm hai mảnh đất nữa thì tất cả quán chảy thuộc về tao rồi. Đúng. Vậy tôi không muốn về Mỹ nữa, ở đây kiếm ăn với tước sĩ. Ê, thông minh, thông minh. Bác sĩ Hồ, tôi có một chứng bệnh thường hay nhức đầu. Tôi thật sự không biết là bệnh tình gì. Vì ngày mai cô tới phòng mạch của tôi kiểm tra giùm cô. Hey, tôi là kẻ tôi tớ, không làm phiền bác sĩ được. Gì hả? Khỏi cần khám bệnh cho nó, nó đã bị ung thư hạ bộ. Gì? Anh nói gì đây? Bây giờ tôi hỏi anh, cái khế trên phòng nhà có phải nói với tước sĩ không? Anh còn nhận được tiền nữa phải không? Đúng thì đúng, nhưng mà tôi có lý do của tôi. Lý do gì chứ? Lý do là trên kỳ quá, nói bậy nói bạ không à. Thưa bà chủ, tôi vô trong coi thử đồ ăn nha. Thưa bà chủ, cô ta rất dơ bẩn, để tôi vào coi chừng cô ta nha. Anh khốn nạn này, anh bán rẻ bạn bè, bán rẻ láng giềng, bán rẻ những người trên đường Xuân Phong, không hổ thẹn như các bạn bè chị sao? Anh không xấu hổ với láng giềng sao? Anh không xấu hổ với tất cả những người trên con đường Xuân Phong hay sao? Anh làm ra nông nổi này, cái cặp vú giả đã xảy xuống rồi. Coi chừng bể chuyện này thì tất cả tụi tôi bị anh bán rẻ rồi đó. Tôi cũng gì lo cho anh thôi à? Anh lo cho tôi. Ôi giờ, ơi thiệt là bậy quá. Ê da, cho tôi xin lỗi nha, bà chủ. Sở dĩ chị em chúng tôi ở vậy không chịu lấy chồng là khi rảnh thường hay chơi như thế này đó. Ê, các vị xin mời ngồi. Mời ngồi. Mời. Tự nhiên nha. Cảm ơn. Được rồi. Mời. Ăn đi ăn. Chị Tuyền, sao rồi? À, dạ con à, chuyện gì? Trường nhà bếp về giấy lắm, bà đi ra ngoài đi. Dạ ba. Sao con nói chuyện giống nào? Dạ ba, tôi nhận ra anh rồi. Ý bà. Nè, em coi sao chị Tuyền ngất xỉu rồi kìa. Khóa. Mau lên đi. Được rồi. Wow, luôn tiện lấy hết đồ đạc trong này đi ha. Cái sở nguyên mất dịch này. Bây giờ phải tập trung giải quyết vấn đề thèn chốt chứ. Phải kiếm văn kiện trước, đừng lấy đồ bậy bạ. Ủa sao nhiều văn kiện vậy? Ê, nhìn ta nhìn cho nó gỡ lại đi. Đóng cửa sổ lại, lại lên đi. Đóng cửa sổ lại. Ông bà hãy chú ý. Không phải là khế ước mua bán nhà cửa. Hả? Đâu có phải như vậy, cực khổ hết cả đêm ghi dấu hết rồi mà. Vậy ở trong này nói gì? Hả? Nói là anh Sở Phạm đồng ý tiếp nhận lời mời của tước sĩ làm người quản lý nhà cửa xây cất lại trên đường Xuân Phong. Anh nói cái gì? Đâu có phải là người gì vậy chứ? Tốt nghiệp ba trường đại học đó. Vậy nghĩa là gì hả? Còn có giấy biên lai 5,000 đồng. Hả? Đúng như vậy rồi. Lúc nãy ở nhà của ông Wilson đó, tôi nghe chính miệng ông ta nói. Ông ta nói là cái niêm phong nhà này là do cái thằng họ Sở đề nghị, thấy tiền thù lao 5,000. Bây giờ ở đây có hai người họ Sở thôi. Anh Nguyên thì không có quan hệ gì với ổng. Còn anh Phạm thì không có như vậy đâu. Bây giờ lại có văn kiện chứng minh rồi. Các anh suy nghĩ đi. Gì à, giông tố đã thổi bể cái kính cửa sổ trong phòng có gì rồi. Bây giờ Ê, chị cầm, chị không cần phải lính quýnh. Để tôi chạy đây cho chị. Không cần tốt bụng gì đâu. Anh muốn vào nhà lại sạch xuống anh sao? Mở lên. Ê, đóng cửa sổ lại đi. Cẩn thận nha. Ba, nếu tràn vào chỗ này rồi. Tiểu Long. Ây da, ướt hết rồi. Tất cả bình tĩnh, đừng có sợ nha. Ê, dẫn Sơn Trương, anh có sức mạnh, tôi với anh đi qua bên cạnh nhà này, dán dạy cái bọc cát vậy, chặn nóc lại. Dẫn Sơn Trương. Ê, anh Nguyên, tụi mình đi. Nè, bà xã, em sao vậy? Sắp tên hả? Làm sao đây hả? Kêu xe lẹ lên đi. Đúng rồi, kêu xe cứu thương đi, mau lên. Anh đừng có hoảng sợ, nếu đi không chịu thì sao ở đây. Cô Liên à, cô Liên ơi. Cô Liên. Hả? Mau cho nhà bếp nấu nước sôi đi, mau lên đi. Nguy to rồi, ông còn tôi bị tét hết. Thôi Nguyên, mình đi giá bao cát đi. Tôi chỉ nghĩ tới chuyện chuộc thân cho cô Liên và kiếm số tiền để anh Trùng lo ra kết hôn thôi. Ê, tới giờ phút này rồi còn giải thích gì nổi gì nữa. Qua bên kia tìm lấy hai cái bao qua bên này đi, mau lên. Chị mày đó, anh Nguyên mới về hả? Quay đừng có vô nha, qua nhà của Watson hưởng phước đi. Đừng có giả bộ tốt bụng nữa. Giờ phút này còn nói chuyện này nữa. Đi tới nhà của ổng đi. Cả tao máu nè. Anh còn không cút đi, bố thấy anh là người hay sao? Đừng có hù tôi nha. Cút ra đi. Nguyễn à, anh là bảo chứng có người ở trong một nhà nha.
Anh Phùng à, có chuyện gì sau này mới nói đi. Bên ngoài mưa gió vậy kia anh Phạm đi đâu đây? Anh Phạm không có lọc trần chuyện của tôi, làm cho lương tâm của tôi càng cắn rứt thêm. Kết cuộc tôi đi được cái gì là mình vì mọi người. Nếu so sánh với anh Phạm, tôi chẳng qua là huynh đệ đồng hương như bèo may gặp gỡ mà thôi. Anh ta có thể vì tôi mà mang lấy cái tội bán rẻ những người ở trong nhà. Tuy rằng xuất phát điểm của anh là chịu nhẫn nhục vì bạn bè, nhưng mà đối với tôi mà nói, là lần đầu tiên tôi có cảm giác được tình thương của người cha. Thật là vong ân bội nghĩa mà. Các người đã quên hồi trước anh Phạm giúp các người như thế nào hả? Nè anh Chuyên à. Ê, tôi không biết cái gì đâu. Nè chị Cầm. Ê dạ. Biết đâu là thứ sĩ đã hại anh ta cũng không chừng. Cô Liên. Ủa chị Luân hả? Sao chị lại chạy thoát ra khỏi nhà được vậy? Tôi nói dối với anh họ của tôi là tôi đã có cốt nhục của anh Phạm rồi, cho nên anh ta không lấy tôi còn giúp tôi chạy thoát đó. À cô Laura, anh Phạm có đến nhà của chị không? Tại sao anh Phạm lại đến nhà của tôi? Ba của tôi còn tìm chém ảnh đó. À vậy tụi mình trách làm anh Phạm rồi hả? Xảy ra chuyện gì? Không biết bọn họ bây giờ ra sao. Chạy về coi thử đi. Anh bắt đầu biết quan tâm người ta rồi. Trở về cũng tốt. Anh Phạm, anh Nguyên, tại sao hai anh ngồi ở đây dầm mưa như vậy? Ờ, anh Phạm à, chị Lô Ra đã nói với chúng tôi rõ ràng rồi. Anh đừng trách chúng tôi nha. Tôi biết anh là người rộng lượng mà. Nè, anh nói đi. À, xin lỗi nha anh Phạm. Tất cả chuyện này là do tôi gây ra thôi. Tôi điển cái kế này cho Watson. Số tiền đó cũng do tôi nhận. Nhưng mà tôi không thể nào ngờ được chuyện mua nhà lại trúng kế người ta. Các người có trách thì trách tôi đi. Ê, tôi đề nghị các người đừng ghi chuyện này trong lòng nữa. Hả? Sau này tụi mình cũng như là người ở trong một nhà mà không tốt sao, phải không? Hả? Thật ra nếu như mỗi người có cái tinh thần là mọi người vì mình đi, và cái tinh thần mình vì mọi người, cùng hội cùng thuyền, thì trên cái thế giới này sẽ bớt chiến tranh. Chúng ta còn cần gì sợ mưa gió bão táp nữa, có phải không hả? Phải. Hả? Họ đâu rồi? Đi đổ mưa hết rồi. Tụi mình cũng lên trển đổ mưa đi. Ờ, tụi mình đi hả? Em cẩn thận nha, có chừng té đó. Đến sau khi trời quang mây tịnh, rất may là chính phủ cho những người ở con đường xung phong này có nhà để ở. Tôi cũng khỏi mang cái tội hãm hại các người ở chung một nhà. Quay quay. Hay à, mấy người làm quan đó thì là biết lòng dân nữa nha. Bây giờ cho tụi mình có nhà cửa hết rồi. Hay à, thì là vui quá. Hay à, thiệt vui quá. Hey, trung thu năm tới tôi không còn ở đây nữa. Anh Phạm, quay bên kia chụp tấm hình đi. Hôm nay trời rất là đẹp. Quay quay quay. Các bạn láng giềng ơi, tụi mình cùng nhớ tới chụp hình đi, mau lên. Anh Nguyên à, qua đây chụp chung tấm hình đi. Ngồi sát vô đi mà mau lên. Ăn bánh trung thu đi. Tôi yêu đi.
山上整块罗亚花，千岛花。要露腰，我要见到个有揸手，唔使见面只系老友。Tiểu Long nó đã thê thảm lắm rồi. Hồi đầu năm ở chỗ cất nhà nó té quẹo một cái chân. Tiểu Long, hứa chú một chuyện đi. Đừng có cảm thấy con tiền lại của anh Phạm giữ ngô phải không? Chẳng những vậy mà còn phải cố gắng học hành nữa. Sau này nhất định vượt hẳn mọi người. Nhớ kỹ, làm gì cũng được, nhưng mà đừng có đi xây cất nhà. Lớn lên cháu làm kỹ sư kiến trúc, xây cất nhà cửa cho ba má ở. Lại xây cất nhà nữa rồi. Mặt trời nó mọc lên rồi. Wow, thì rất là đẹp đó. Wow, đẹp thiệt à. Ê, tụi mình lại đẻ thêm đứa nữa. Đẹp quá. Wow, mặt trăng hôm nay đẹp quá. Em chưa có bao giờ nhìn thấy mặt trăng nó xinh đẹp như vậy hết anh à. Anh cũng vậy. Nếu như mỗi năm chúng ta được ở chung với nhau nhìn xem mặt trăng đẹp như vậy thì thật là tốt biết bao. Em xin được tự nguyện. Lòng dạ của em tốt như vậy, sau này nhất định sẽ được hạnh phúc mà. Sẽ có một người yêu em ở bên cạnh của em. Tại sao lại nói như vậy anh Nguyên? Không lẽ anh không biết em? Một người rất tham lam, rất ích kỷ, là không biết quan tâm người khác. Anh không xứng đáng nhìn thấy mặt trăng xinh đẹp như vậy. Anh đừng có nói như vậy mà. Tối nay anh sẽ ra dẹp Johnny. Sang khi vũ đi. Sao rồi? Đâu có gì. Anh Nguyễn nói là tối nay anh sẽ định trở về Bonnie. Gì mau vậy à? Thì là đột nhiên quá. Ê, dù sao cũng phải nói với các người lão gì chứ. Ráng mà nuôi dưỡng con cái đó hả? Đặc biệt là con gái. Sau này con gái sẽ được quý hơn con trai. Hả? Nhớ phương pháp tôi đã dạy cho anh. Nhớ rồi. Làm công ty tài vụ tức là cho gia hợp pháp có phải không? Sau này anh sẽ là người giàu có nhất Hồng Kông. Đi đâu vậy? Anh phải chiếu cố cô Liên. Anh có cơ hội mà. Cảm ơn anh. Anh Nguyên. Em chỉ có muốn biết một chuyện này thôi. Là anh có... Có. Anh có thương yêu em. Chúc em hạnh phúc. Xin lỗi nha. Anh Nguyên à, tụi mình còn có cơ hội gặp nhau hay không? Nhất định có. Thiệt hả? Tôi bảo đảm. Vậy tôi tin anh đó nha. Cảm ơn món quà của anh. Phúc Kiên, Phúc Kiên. Thình lệnh anh Thúc là trở về quê, chắc chắn là có lý do của anh, cho nên tôi không giữ anh lại.
Sau khi quen với anh, tôi biết thêm một chuyện. Bấy lâu nay không nói với ba tôi. Bây giờ mà không đi tôi e là không kịp. Chắc là anh rất thương mến bà. Bà lạc hậu rồi, cho nên cả đời của bà nghèo khổ như vậy. Bà đã 70 tuổi mà, bà đã làm được gì gì? Bà thì thất bại. Phải, tôi rất thương ông. Bà anh có một đứa con rất tốt như anh, chắc là ông ta rất vui mừng. Sau này nếu tôi có con trai, tôi nhất định đặt tên nó là Thằng Nguyên, bởi vì tôi rất muốn nó giống anh. Tôi phải lên đường anh Phạm. Vậy cẩn thận nha. Nè nhớ kỹ, lần sau bắt được trộm cướp đừng thả nó đi nha. Không sao đâu, trên thế gian này dù sao cũng là mọi người vì mình. Mình vì mọi người. Tạm biệt nha ba. Thím à, xin hỏi bây giờ là mấy giờ? 8:16. Bữa nay rằm tháng 8 phải không? Đúng vậy rồi. Ra đi lâu vậy thực tế chỉ là một phút thôi. Good morning. Hả? Ê, sao bà lại mập như vậy hả? Ông nói cái gì vậy? Bộ không biết tôi mập như vậy làm sao? Hồi nãy tôi nằm mơ thấy về đường xung phong mở Thằng Nguyên.
Thiệt gì sao? Thiệt đó, tổ trà lúc đó giống mình của bà rất là đẹp. Thôi ông nằm xuống đi, ở trước mặt con cái sao nói vậy? Hồi nãy tôi nằm mơ cũng ôm mày như vậy. Ông nói cái gì? Thiệt hả? Hey, mày nói tao nói mọi người vì mình vì mọi người là rất đúng đó. Còn nói đúng nữa, mọi người vì mình vì mọi người, bị người ta đánh đến em nhà thương rồi còn nói đúng nữa. Là mình vì người người. Người người tức là hai mẹ con mày. Mày một mặt ca mọi người vì mình. Xin mời bác sĩ Tề đến phòng tiếp tân nghe điện thoại quốc tế từ ở bên Moscow đánh qua. Ủa cha nó, sớm không đánh muộn không đánh. Má thằng Nguyên, tôi nằm ngủ lâu rồi hả? Lâu tôi rồi. Tôi mệt quá. Khi ba của tôi hôn mê bất tỉnh, trong lòng của ông cứ ái nấy một việc chưa có làm xong, làm trong cảm thấy phải tỉnh dậy, không nên chết. Khi xuất viện, cái chuyện thứ nhất mà ông phải làm là dẫn tôi tới cái tiệm bán đồ chơi. Tao càng nhìn càng thấy hình như nó có hứng thú. Mua về tao chơi trước nha. Mày làm gì vậy? Nhập định hả? Nè anh Phạm, ngó bên kia kìa. Cái gì? Là anh Phạm của mày hả? Có cái gì? Không gì. Ê ông ơi, tôi tới giờ rồi. Phải rồi, nói chuyện của anh hết thời giờ. Thôi đi. Bay đâu vậy? Đi sân bay. Đi sân bay làm gì? Đi sân bay đi rước chú Hai con đó. Tôi có chú Hai sao? Chú Hai ở bên đi đó. Cái tên của mày cũng đặt như cái tên nói vậy. Đi mau đi. Còn có sở nguyên thật hay sao? Mỗi một con người đều có lúc cảm thấy hối hận, nhưng mà mỗi lần đều hy vọng bắt đầu làm lại. Hình như tâm thần của anh không được ổn phải không? Anh đang nghĩ tới bạn cũ thôi. Thật ra không cần thời gian đảo ngược trở lại đâu. Nè, không có chuyện gì chứ? Chỉ cần chúng ta biết quý trọng như bây giờ, 10 năm hay là 20 năm về sau, thì chúng ta không hối hận việc làm mà chúng ta đã làm bây giờ. Kính hiến cho những tiền bối để lại trí tuệ và ký ức quý báu cho chúng ta. Nguyên ơi! Quê, mày là thằng Nguyên phải không? Ê, hay quá, hay quá. Nè, tại sao anh tới chỗ này? Cô Liên, tại sao đến chỗ này vậy? Tên của tôi là Hà Tịnh Nghi, chứ không phải là cô Liên. Đâu phải, tôi chẳng chân té xuống cái hố. Khi ngước mặt ngó lên thì thấy ở đây. Nè, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Bây giờ tôi không có chỗ nương tựa, tôi ở chung với anh được không? Được, à không được. Tại sao vậy? Hai đứa mình là anh em với nhau mà, tại sao nói vậy chứ? Không phải là anh em đâu. Mình là anh em đồng hương mà. Nhưng mà tôi là... Cái chuyện mà anh muốn ở đầu nhà tôi á, không được đâu. Ê, tại sao cô tưởng tôi liên lại ở chung nhà với anh vậy? Tôi không phải là tưởng là tôi là Nhi. Ê, vậy cho tôi ở đậu danh nha. Không được. Sao không được chứ? Không có tại sao hết á, không được. Được mà. Không được. Được mà. Không, được.